Người bò sát tiết lộ quá trình hình thành nhân loại. Người bò sát lộ mặt. Câu chuyện về một người bò sát từng được lan truyền rộng rãi trên Internet. Nó cho biết quá trình hình thành nhân loại, bí mật thân thể người, mục đích thật sự của người ngoài hành tinh và kế hoạch trọng đại của những sinh mệnh cao tầng. Theo các báo cáo, một người bò sát có thể biến thành hình dạng con người theo ý muốn đã quyết định tự mình liên lạc với con người. Sau khi liên lạc với một người sống một mình trong một ngôi nhà gỗ ở Thụy Điển vào năm 1998, nó nói rằng chủng tộc của nó đã ẩn náu trong lòng đất trong một thời gian dài và chúng cũng có thể tùy ý thay đổi diện mạo và trà trộn vào đám đông. Sáng thế chủ đã tạo ra nhân loại. Người bò sát đề cập rằng trái đất ban đầu bị thống trị bởi loài bò sát, sau đó vì sự xuất hiện của con người chúng phải ẩn náu dưới lòng đất. Và nguồn gốc của con người không phải là sự tiến hóa tự nhiên mà là do sáng thế chủ cố tình tạo ra. So với loài bò sát đã tiến hóa 40 triệu năm và ngừng tiến hóa 10 triệu năm thì loài người đã đạt đến trình độ thông minh cao trong chỉ 2 triệu năm và vẫn đang không ngừng phát triển. Vậy nên điều này chắc chắn không phải từ tự nhiên. Dấu vết còn sót lại. Nó nói với con người bằng một giọng chế giễu: các người thực sự nghĩ rằng sự tăng tốc tiến hóa này là tự nhiên sao? Nếu vậy, tộc người của ngươi vô tri hơn ta tưởng tượng. Người bò sát nói, 1,5 triệu năm trước, một nhóm sinh mệnh cao tầng thông tuệ, hòa bình đã đến trái đất. Họ không vì bất kỳ tài nguyên nào, mà là đến để tạo ra loài người. Thí nghiệm này đã kéo dài hàng vạn năm. Trước đó cũng đã từng có mấy lần thí nghiệm thất bại. Ví như ngày nay thỉnh thoảng tìm thấy dấu vết của chủng tộc người khổng lồ. Đó là dấu vết còn sót lại sau lần thất bại cuối cùng khi tạo ra con người. Mục đích của người ngoài hành tinh đến trái đất. Nó cho biết, hiện nay trên thế giới có rất nhiều người ngoài hành tinh đến trái đất và mục đích của họ là quan tâm đến cơ thể con người. Do cấu trúc gen của sinh mệnh ngoài hành tinh đã gây ra những thiếu sót trong quá trình tiến hóa và phóng xạ kém, nên chúng cần có hàng loạt con người và động vật hoàn chỉnh, liên tục sửa chữa gen của chúng. Nhưng vì DNA của người ngoài hành tinh và con người không khớp chính xác nên việc sửa chữa gặp khó khăn. Người bò sát cũng đề cập rằng, theo như nó biết, hiện có 14 chủng tộc ngoài hành tinh đang hoạt động trên trái đất và 3 trong số họ có ý định xấu, liên hệ với một số chính phủ, trao đổi công nghệ của người ngoài hành tinh để lấy mỏ đồng và những thứ quan trọng khác, để cướp bóc và buôn bán con người. Con người có thể thăng hoa đến tầng thứ cao hơn. Người bò sát đối với cơ thể con người có một mô tả khá thần bí. Nó nói, nếu các ngươi có thể tiến thêm một bước, nhân loại các ngươi không dựa vào thủ đoạn khoa học kỹ thuật, thì các ngươi có thể trở thành sinh mệnh có sức mạnh nhất mà các ngươi có thể tưởng tượng. Điều đạt được điều này không phải dựa vào các phương tiện khoa học và công nghệ, mà là sự thăng hoa về tinh thần, không bị thế giới vật chất này ràng buộc, có thể đột phá không gian này và trở thành một sinh mệnh vi mô hơn. Kế hoạch trọng đại của sinh mệnh tại cao tầng. Ngoài ra, ở trái đất có những sinh mệnh rất cao cấp, họ có tầng thứ vô cùng cao, chỉ cần ý nghĩ là có thể phá hủy hết thảy mọi thứ của loài bò sát. Trong lịch sử, loài bò sát chỉ có 3 lần được tiếp cận với sinh mệnh cao cấp này. Mà những sinh mệnh cao cấp này đối với bò sát cùng nhân loại tuyệt đối vô hại, bởi vì những điều họ quan tâm là khác biệt, không phải vì cướp bóc vật chất cùng thân thể người, mà là vì một kế hoạch trọng đại khác. Đối với kế hoạch của những sinh mệnh cao cấp này, người bò sát cũng không biết gì, chỉ biết rằng sự tồn tại và can thiệp của những người ngoài hành tinh khác sẽ phá hoại kế hoạch này. Nếu bạn thích video này, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.